lại với channel của tôi. Hôm nay tôi sẽ quay một video clip. Tôi rảnh quá mà, tôi không có biết làm gì hết trơn á. Hôm nay tôi tự thử thách bản thân mình. Mấy bạn biết hả, tôi kêu được chị Mel quay video clip này với tôi là một thứ gì đó rồi là rất là khó khăn á, bạn hiểu không? Với lại một điều á, không có lửa sao có khói, phải có lý do. Sắp tới đây tôi với chị Mel sẽ có một dự án kết hợp cực kỳ to bự, cực kỳ lớn. Phải không? Không? Ok đi. À. Là ngồi tiếp đi. Cho nên là mấy bạn hãy đón chờ nha. Hãy đón chờ nha. Nhưng mà trước khi vô video clip thì có một điều mình muốn nhắc các bạn. Mình livestream vào lúc 7 giờ tối các ngày trong tuần trừ thứ hai và thứ năm trên nemo.tv/navi. Mấy bạn nhớ lên xem livestream của tôi nha. Hả? Có mail đó hả? Tự nói đi. Winmail sẽ livestream từ trên Nemo TV tất cả các ngày trong tuần trừ thứ hai và thứ năm vào lúc 11 giờ, đúng không? 11 giờ trưa nha, đến 2 giờ chiều. Nemo.tv sẹt mèo. Good job. Hôm nay chị Mèo, em muốn nhờ chị Mèo làm trọng tài cho thử thách của em. Thấy này gì không? Thế là giờ trọng tài mày thấy ai mà tao làm trọng tài? Em quyết đấu với bản thân của em vượt lên chính mình. Chị Mèo biết em là bắn tiếng Anh như chó, tiếng có tiếng không thôi. Thế nên hôm nay em sẽ thử thách mình, em sẽ nói 100 từ tiếng Anh trong 5 phút. Thì cái này dễ thôi, là trong 5 phút em sẽ đọc 100 từ tiếng Anh. Và cứ mỗi 10 từ là tính bằng một miếng chanh, hiểu không? Mười từ thiếu đúng không? Đúng rồi, mười từ thiếu. Nếu như em đọc sai 10 từ thiếu thì em sẽ sửa lại được, chưa nặng chanh vô họng em. Hiểu không? Nặng hỏi tay luôn. Cái này là phải không, trời ơi. Để em hay lắm. Trọng tài đếm giờ. 1, 2, 3. Famous là gì? Nổi tiếng. Được. Translate. Ờ gì đó ta, gì đó ta. Ây da. Introduce. Đúng rồi. Cái gì nữa nhờ? Power. Strong. Kill. Ủa, là tính đọc từ được luôn. Từ diễn được, tiếng Anh thôi. Hot. Hả? Hot. Hot là, hot là cái gì? Hot down. Hurt. Vậy chắc em là gì? Hurt. Đúng không? Trời ơi. Bát luôn. Gì nữa ta? Win. 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 Win là gì? Win là winner. Win là đá cắm. Mời. Crown. Crown là gì? Crown là gì? Vương Mỹ. Vương miện. Rồi, ok. Queen. Nữ hoàng. Clothes. Quần áo. Clothes. Đúng không? Không phải hả? Cái này cái từ đọc nó có ý nghĩa khác luôn. Ý nghĩa gì vậy? Clothes là gì? Là gì? Biết đi. Thôi, chạy đi để em biết. Giờ em đang học. Học thích. Là gì vậy? Đợi từ đi. Đợi từ hả? Tình này biết nha. Mày vậy. Venom. Strong. Strong. Đập rồi. Đập rồi hả? Heartbreaker. Ok, bốn. Bây giờ. Từ gì nữa vậy? Để giờ trong nhà có từ gì không? Shark. Cá mập. Shark. Shark. Không phải. Shark. Shampoo. Ok, má hát mép nữa rồi đó. Mày sao? Photographer. Rồi. Photographer. Photoshop. Rồi. Photoshop. Không được hả? Photoshop không phải là từ. Photoshop là tên của một phần mềm. Photoshoot.
8 Nước ta telephone. Rồi, 9 color. Rồi, bucket. 21 Box. Hả? Box. 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 Cái hộp á. Box. 22 Thôi tôi nhớ tên mấy cái brand mới được. Tính ra là còn 1 phút. Có một cái nó sát với mày luôn á. Mà mày không stream. Mày có thể đọc ra đầu tiên. Stream. Là gì? Ha? Stream. Stream hả? Đúng không? Tôi nghĩ gì? Stream phải là tờ lâu phát trực tiếp. Live. Live. Legend. Legend. 14 24 Đai. 24 Đai. Đai là chết đúng không? Ồ đai đẹp. Tính ra là nó vẫn chưa nói được cái từ mà. Từ gì vậy ta? Adorable. Em đẹp. Em dễ thương. Beautiful. Wonderful. À cái gì đó nhỉ? Cái này thôi. 5 giây. Wonderful mà. Không tại vì em học. Được hết ra. Tính ra là tên fandom để đọc. Tên short. Short. Tên em cũng đọc luôn. B. Tại sao em lại quên hai cái đại dài trời. 28 28 28 tờ. Làm tròn lên 30 đi. Làm tròn xuống 23, 20. Thiếu 72 tờ. 72 tờ. 7 miếng thôi. Miếng em, hả? Em chưa đạt mốc 30. Em chưa đạt được mốc 30 là 8 miếng. Thì 8 miếng. Em chưa được đạt được mốc 30 mà. Thì đó, có em có hai từ bi với sọt là đủ luôn. Không thôi, em không có nói được trong thời gian mà. Mà tính miếng hả? Nãy tính nhỏ giọt thôi, cuối cùng về tính miếng hả? Ok, thấy miếng cũng được. Thôi, nhỏ nhỏ. Nãy thấy, tôi thấy hết tờ này chắc cũng không đủ. Hứng tình hả? Thôi 7 miếng thôi. 7 miếng thôi, che tay. Che tay. Hết luôn đúng không? À. Mày gọi rửa tâm hồn, mày gọi rửa cái não mày. Học bao nhiêu năm rồi bây giờ để ba. Em học có 12 năm chứ nhỉ. Tính ra tên fandom mà còn không nhớ. Em quên, em quên. Tự mình đặt ra cũng không nhớ. Anh ấy chưa sợ. Cái mỏ thì bị lỡ nè chứ. Right. Xịt thẳng vô mỏ, đừng xịt vô môi được không? Môi đang bị lỡ. Xịt, xịt vô mũi vô. Mày hỏi xịt vô mũi được không mày? Mày kêu ok. Ê quên, mày không trả lời, tao tưởng mày ok. Đây. Lời nói ra như đinh đóng cột. Linh đóng đòn lại giúp cha cũng được. Trời ơi, em mới có 3 miếng thôi hả? Ừ. Thôi em không có chấp nhận được chị Mèo. Đúng em biết chắc chắn mấy bạn em. Viewer cũng muốn là chị Mèo phải thử thách ngược lại. Chị Mèo. Chị Mèo. Ừ, chị Mèo không phải chị Mèo. Chị Mèo. Chị Mèo thử thách lại chị không? Thôi tự nhiên kênh của em với chị Mèo thách em. Chị Mèo. Trời con nhà con bà 6 tỉnh nè. Em thách chị Mèo phải làm thử thách với em. Dạ thử thách gì? Thử thách cực dễ. Trong dễ, cực dễ luôn. Là trong 1 phút chị Mèo sẽ đấu với em là nói được bao nhiêu từ tiếng Anh cũng được. Ai nói nhiều hơn thì người đó thắng, nhưng mà trong cái từ tiếng Anh đó nó phải có chữ E. Hiểu không? Are you sure? Yes, sure. Do do. Trời này nói tiếng Anh gắt lắm bồ. Ghê, ghê, ghê. Hello. Sure. True. Celebrating. Yes. Yes. Không phải hả? Ok, apple. Apple. Pen. Pen. Pencil. Pencil. Rồi gì nữa ta? Pew. Pew là gì? Pew pew à? Ok. Cái gì nữa nhỉ? Chen. Chess. Chen là gì? Chen thay đổi. À, rồi Chen. Chess là cơ hội. Streamer. Streaming. Live. Live. Live stream. Hết giờ. 15 từ. 15 từ. Căng nha. Rồi, nó bị đâu được nó lại với từ của chị đó, đúng không? Yes. 1 2
3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31. Ủa? Ai cho? 30 làm gì có chị e? Lẽ hơi đủ rồi. Không. Là 20 thôi đúng không? 20. 31 32 30 đâu có được. Ủa không được hả? À? Không được hả? À? Làm bé gì có chị e? Đồ điên. Sao vậy? Hết giờ. Nói chung là hơn rồi. Yeah! Em biết thế nào cũng gài mà giống. Yeah! Em không có gài luôn. Gài luôn á. Mẹ cái cười hoài. Mẹ cái cười hoài. Chị Mèo, em đã được trả thù với bạn. Chị Mèo nặng cho mẹ tôi 3 cái. Tôi nặng cho mẹ chị Mèo lại 3 cái. Chúng ta chuẩn bị hợp tác một dự án lớn. Hãy chấp nhận điều đó đi, cô gái. Sao bà không có gì mà tôi cảm thấy ớn. Ta chịu được hay vậy? Cho chút soda đi cho nó ngọt. Chua. Chua. Sao bà có thể react? Cái react cho nó lố lên tới đường. Chua à. Chua. Hả cái bỏ ra. Nghĩ mẹ. Mà tôi nặng vô. Trời ơi tôi nặng mà tôi nổi da gà luôn mà bà không bị vậy chứ. Chua. Chua thì làm sao? Quéo. Mà bỏ qua đi. Xong video clip của mình đến đây là kết thúc. Đây là một buổi thử thách vui vui. Không có vui. Mình vui. Các bạn hãy nhớ vào Nemo xem livestream của mình hàng ngày nhé. Còn bây giờ thì bye bye. Nói đi bị câm. Nói đi. Hôm nay hói bên cái nồi em cái nồi. Thì nói đi mà làm như bà em thẹn. Trời ơi. Và các bạn nhớ lên Nemo xem livestream của Winmail nha. Và quan trọng nhất vẫn là xem stream của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video clip này. Nhớ like và subscribe để ủng hộ cho Nam BTV nha. BTV. Bye bye các bạn, gặp lại các bạn ở video sau và đón chờ sản phẩm của tụi mình nha.